qua kia thấy mình nổi nha. Nhắm nhà tao hả? Anh tao. Nhắm nhà anh tao. Nhậu xong anh gì cũng kiếm tao và xong tao ngủ luôn. Bữa chị mới vô nhà em hù lại hết hồn với vậy. Vô nhà nào? Bữa chị mới vô nhà đó. Ồ, tự nhiên thằng nào kêu tao nhậu rồi má chắc gì vậy. Nguyên cái xứ này chắc thấy tao có mặt tao chắc chữ nhậu trên mặt tao làm sao đâu. Có thằng nào mà cũng hú tao nhậu đi đâu vậy nè. Đi nghe lắm chuyện. Bữa em thấy chị xô thì xô thì tẻ phải chị vậy nhà chứ đâu. Bữa làm gì có anh xô. Đi hai xe. Ờ trong nào bữa. Ủa nãy hồi nãy mà nãy xin xuống mộ đồng cho xin luôn. Châu mà cái thằng lại đó đó. Đồng đi xuống cái luôn nè. Châu nãy Út Diệu kìa. Là cái bữa tao xịn đó, cái bữa tao xịn. Tao chạy. À bữa đó không? Đồng chí xuống 62. 405. Bữa đó là tao. Vậy là bữa nếu mà nếu mà bữa đó là đâu có show đâu, bữa tao đi cầu xe mà. Mày với Châu. Không rảnh. Không. Cái bữa nào thằng Me là tao vô nhà mày sinh nhật của gì á, à, bữa gặp mẹ đó, bữa đó đó. Chưa? Ừ. Chứ còn bữa tao đi cầu xe đó, bữa đó là trước lâu. Đúng rồi, bữa đó đó. Ừ, bữa sinh nhật của gì á? Đụng mẹ, bữa đó mẹ ở trong nhà tao, mày về mấy giờ biết không mà mày nói mày gặp nửa đêm nữa hôm. 10 giờ mười mấy rồi, chín mấy gì đó. Không, giờ không, bữa đó không có, bữa đó về 12 giờ. Bữa về 12 giờ. Cái bữa nào mà chạy đi có hai xe, một xe quẹo mấy tao phải, còn xe quẹo gì vậy, chị quẹo vậy mà. Từ bữa giờ đi với sao lắm. Đã cái bữa mà mày rủ nhậu, mày đi nhậu với Hưng nào là tao ở trên quán tao nhậu với thằng Kiệt với Tấm trên á. Không, vậy là bữa đó tao nhậu cầu xe. Anh Sô không có đi. Tao với anh Châu nhưng mà đi có chiếc xe đạp điện hả? Không, mà chị xin xin đa. Bữa tao đi xin đa. Khuya rồi. Bữa em đi xuống với anh Châu với vậy là bữa đó không có nhậu. Kia rồi. Về mẹ tao lái xe. Đúng cái bữa đó. Đi mẹ mày bữa đó mẹ ở nhà tao ai đưa mày về. Cái bữa không, cái bữa đó khác. Cái bữa ngày trước tao. Ở cái bữa nào á mà chị? Bữa trước uống cà phê với bữa đó mình uống cà phê đâu, mình có nhậu đâu. À lại bữa tao đem nước về uống hả? Ừ. Tao về nhà mẹ tao lái chiếc xe. Bữa nhà tao mày về 12. 12 giờ, đúng rồi, bữa đó 12 giờ. Đúng rồi, bữa đó 12 giờ. Về tao hết biết trời trăng luôn. Mình mày hết biết. Tao thấy có đứa trọng đầu chẳng cộ gì. Ôi trời ơi. Nó sang đêm. Nó nghe nè Sô nói trai con đẹp hơn mày. Chạy ra cửa. Nó mày hả, tao không phải cho lê lết như mày mà đặt tại chậu để ói lắm con. Tao ói, tao biết đường tao đi ra ngoài tao ói. Chơi gì đó mà ói trong nhà chỗ chứ. Đúng thế. Mẹ xong tao còn biết vợ tao anh cứ mà tao coi. Thôi mày đừng có nói. Tao nhức răng quá trời. Yeah. Ồ, đủ má, nó về rồi ha, mình đây mình kéo con tươi mình chở chết mẹ luôn à. Ai biết mày đủ nó uống cho có chưa? Mẹ mày đi. Ngày mày đi. Chú xem đi. Ủa, ráng ngoài tao ấy. Giờ mày làm gì? Tụ gì thấy có ai rủ sao thấy mày im không à? Bữa đó ối là chỉ qua nhà nhậu ké thôi chứ thật sự cũng không được nhậu. Là bữa đó rải kèo. Bữa nói chung nó nghe nè, nói chung á. Rải kèo mà còn tay chạy nhảy rủ mẹ. Nó trúng kèo chắc chết rủ mà nó chết trong nhà mày luôn rồi. Nó nghe nó gãi kèo là nó ói nhà mày nhanh chứ nó trúng kèo là bà kèo cho tao nước bán nhà rồi mày chừng nào mày nó rồi xong rồi hả? Vậy chứ nhậu chuyện chứ làm đối tượng thôi đừng đôi vậy chứ xong cái hả bữa sau nó sao bơ ơi mượn sắt giùm cái lỗ tai heo cho bà chị lên thái độ má 12 giờ trưa lên thấy con ôm thao chiếu mà ra gió rồi nằm mẹp đất luôn cho tao bỏ tao xin chở tao sẹt té ngay khu nhà tao không tao vô cái tao về dưới đây chồng tao đưa nó về tao về tao nằm đất luôn chồng tao đứng tao lên ngủ nó nằm giường ngủ rồi như riêng nhà đó giờ nó buồn rồi buồn hết thằng nhỏ rồi.
Đường quá. Tao nói, tao chở nó mà. Tao quẹo vô nhà nó, cái đường ở nhà nó có, chú có cái lỗ á. Tao kêu thắng gấp không thôi. Nếu mà tao không thắng là tao bay xuống cái lỗ là gãy cổ hai tao rồi. Xong rồi tao thắng gấp cái bảo quật bên bên cái tao nằm xuống tao té xong tao đứng lên tao cười không. Trời ơi. Chạy nằm đắc luôn. Cái nào nữa luôn. Ừ, cái lưng sạch sẽ luôn. Tao mới cho lên sạch. Ngồi ghế ơi, tại chỗ đi mẹ mình thì giờ vậy. Mấy chai sẵn cơn quán, ôm chai. Ôm hai chai. Bữa đó nó xịn đó, trời ơi, nó bò ra ngoài tao hỏi. Sao mày không ơi, tao tốt mà đặt lên coi. Giỡn gì đâu. Mấy cái đó mày không ơi, tao tốt tao. Sao mà bữa cũng cắm đầu nó quẹo này. Hồi đó Si mà cắm quẹ. Tao cắm tao chở mày về được. Thôi thôi con Si nó uống đầy là cho chị nó biết nữa. Điên quá mày. Hả? Uống vàng. Nó nghe nè, bữa đó tao mà không đổ cho mày mấy ly nữa mày cũng chết chứ bữa đó đó. Mấy thằng đi. Nó nghe nè. Nó ra cho mày cần nghĩ nó là sao? Nó nghe nè, uống tại biết sao không? Mấy thằng đối diện với mấy thằng mà cái bàn sau này vô mấy thằng nó chơi kỳ quá toàn là cứ kêu xô uống đi mà nó đâu có uống đâu. Cái thằng lùng lùng mà bằng áo trắng á. cái thằng lùng lùng mà anh xui mày bận áo trắng cái thằng đó cứ nói tao thôi kêu nó về đi nó uống không có lại bên kia đâu mày thấy thằng bên kia có bóng ly nó đổ mà nó cũng mấy lần cái thằng anh xui mà mày á thằng áo trắng á cái hồi qua bên cái bàn của cái thằng ngồi đối diện á thằng ngồi đối diện tao không biết thằng nào vô thằng ngồi đối diện có kìa xui hả không cái bàn bên cái bàn ngoài á ừ đúng rồi đó. Trời ơi nó cứ kêu sao uống đi mà có uống đâu cái rồi. Đang xung ra thấy cái đẹp nữa đổ mẹ bê đây đẹp. Đổ má hả? Lấy số mở ta luôn. Lấy số mở về quán hàng sót đi. Xỉn vô lấy cái gì. Hẹn ngày mai vô nhậu đủ. Đổ má về sót nhó rồi. Về đủ má sao mình luôn gì quá trời gì. Ê, không phải không có thằng Hào. Cái thằng gì lùng lùng mà đâu mà nó tàn này. Ừ, không biết ở đâu mà trong bàn. Không, cái thằng mà cho sống thợ là ở đâu mà trong bàn. Còn thằng Hào, thằng đó là cứ kêu nó uống đi đó. Mà nó uống rồi. Phải trẻ mê. Dòng cũng có. Đủ má cứ lấy sống thợ về. Về quán hồng. Ủa, cái nước mà lú gì ta. Cái gì trắng bàn nữa. Tao đó trắng bàn luôn. Cho nên bữa sau số mày 165 mày điện tao đâu dám nghe. Hè chi độ mẹ tao chữ tao tự ái tao từ bữa đó tao có luôn mày cái chuyện nhiều lòng. Mà tại tao ghi mày trong đây có. Ê nó nghe nè tao điện cũng đâu được đâu. Sáng ra tao tỉnh là tao số. Điện Zalo cũng không được, điện số cũng không được luôn. Ở bữa sau hả? Bữa sau không biết. Mấy số này có ai chắc mấy điện đi không nghe cái khỏi điện chứ gì tại hứa tao là nó ngày mai cưng điện chạy giờ không nghe. Tao giống nghe. Tới chừng Si nó dịu điện quá trời, nó nghe nó hụn mẹ. Ủa mẹ tao ghét tự ở đây đâu điện nè. Tao tỏ tao luôn mà bằng số gì. Hụn mẹ, tao